Kính thưa quý cha cùng quý tham dự viên, sau khi tham khảo và lắng nghe ý kiến chia sẻ của nhiều anh chị em, trong đó có nhiều người là dự tòng và tân tòng, nay con đã tổng hợp lại và xin phép được đại diện họ để thưa lên những nguyện vọng và mong ước của chúng con về linh mục. Trước tiên, cá nhân con rất là hạnh phúc và tự hào vì mình được là con cái Thiên Chúa, lại được lắng nghe rất là nhiều lời khen ngợi về đạo Công giáo. Trong đó có các linh mục, hầu hết các ý kiến đều cho rằng các linh mục Công giáo rất tốt lành, thánh thiện và dễ mến. Nhưng mà có một cái điều này con cũng thấy rất là hạnh phúc nữa, đấy là trên 90% các ý kiến đều khen các linh mục rất là trí tuệ. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến có tính chất là chân thành xây dựng, mà ngang qua đó thì chúng con có những ước nguyện và mong muốn về các linh mục cụ thể như sau. Thứ nhất là về hình ảnh, chúng con mong muốn các linh mục luôn chỉn chu nhưng mà giản dị. Các ngài nên thường mặc trang phục dành riêng cho giáo sĩ. Nhiều người luôn thích nhìn thấy các linh mục mặc áo trùng thâm, vừa trang trọng vừa uy nghiêm nhưng mà bình dị, hoặc ít nhất là áo giáo sĩ để có thể nhận biết đó là linh mục. Với nhiều người, hình ảnh người linh mục trong trang phục riêng tạo cho họ sự bình an, trân trọng. Đồng thời, trong hình ảnh này cũng nhắc nhở sự giới hạn trong khuôn khổ, những điều nên làm và không nên làm. Ví dụ như là linh mục mà mặc quần jean với áo thung thì có thể ngồi ăn uống vui cười thoải mái hơn là cách ăn mặc mà nhìn vào là có thể nhận ra là linh mục. Cũng không nên quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, như là đầu tóc thì xịt keo bóng mượt như là nghệ sĩ, hoặc là những trang sức sang trọng, vì việc này cũng có thể tạo ra những điều không tốt cho những nữ giáo dân. Con nghĩ là đẹp trước thánh nhan thì khác đẹp trước mặt người ta. Thứ hai là về đời sống cá nhân. Chúng con hy vọng quý cha luôn chú trọng và có phương pháp phù hợp để giữ gìn và tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bản thân. Vì con thấy rất nhiều linh mục không có sức khỏe tốt hoặc là rất là nhiều bệnh, đặc biệt hay bị stress và hay đau nhức do nhiễm hàn lạnh khi đi làm phép xác nhiều. Con nghĩ khó có thể có được một tinh thần nhiệt thành hăng say trong một cơ thể đau bệnh. Mong quý cha tiết kiệm hơn, đặc biệt trong ăn uống tiệc tùng, vì còn rất nhiều người đang cần chia sẻ cơm áo. Thứ ba, trong tương quan với giáo dân, chúng con mong ước quý cha luôn vui vẻ, gần gũi. Chúng con trông đợi một vị linh mục vừa ân cần nhưng nghiêm khắc như một người cha. Xin đúng thì cho, sai thì ân cần giảng giải. Chúng con mong muốn các cha lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề của chúng con, đồng thời giải thích và hướng dẫn chúng con trong việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích hoặc những thủ tục hành chính liên quan, để qua đó chúng con có hiểu biết sâu sắc và chắc chắn hơn về giáo lý và giáo luật. Chúng con mong muốn được lắng nghe tâm tình để có thể hiểu và chia sẻ được những lo toan mệt mỏi của các cha nếu có. Muốn được các ngài hiểu và hiểu được các ngài, có thể có những buổi gặp gỡ định kỳ với giáo dân theo độ tuổi, mang tính chất chia sẻ chứ không phải là để giải quyết công việc. Chúng con mong quý cha như một điểm tựa về cả đời sống thiêng liêng và trí tuệ tự nhiên, thông thái như người thầy nhưng mà gần gũi như người bạn. Chúng con mong muốn được thương yêu nhưng kính sợ và bảo vệ các ngài như trong tình thân của gia đình vậy. Chúng con hy vọng quý cha luôn nêu gương cho chúng con về sự khiêm nhường. Điều này rất quan trọng với giới trẻ, đặc biệt là những người đang tìm hiểu Chúa hoặc là tân tòng. Sự thiếu khiêm nhường, tỏ ra tài giỏi hơn người khác hoặc là thể hiện hơi quá về kiến thức hoặc là sự sành điệu sẽ khiến chúng con không cảm nhận được hình ảnh của Chúa, tình yêu và lòng xót thương của Chúa nơi các linh mục. Chúng con ước mong một linh mục ngôn hành hợp nhất, tức là lời nói và việc làm luôn ăn khớp với nhau, tránh việc nói rất là hay nhưng không thuộc về chân lý, dẫn đến kết quả là không thể thực hành được những gì mình đã nói. Chúng con mong ước có những vị linh mục có hiểu biết phong phú về khoa học và xã hội, đặc biệt điều này là cần thiết khi các ngài gặp gỡ với giới trẻ và những người quan tâm tìm hiểu Chúa, vì hầu hết những người chưa biết Chúa và các bạn trẻ thường nghĩ tôn giáo là phản khoa học.
Chúng con mong các cha khi giao tiếp và cả trong bài giảng hạn chế dùng từ ngữ hàn lâm, khó hiểu mà nên dùng ngôn ngữ của đại chúng, gần gũi và dễ hiểu. Trong câu chuyện chia sẻ hoặc trao đổi nói chuyện, mong các cha đi vào trọng tâm, ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng mà chân thành. Nhiều khi có những giáo dân hoặc là người mới vào đạo nghe không hiểu nhưng mà cũng không dám hỏi. Chúng con xin quý cha lắng nghe điều mà chúng con trình bày và giúp chúng con hiểu được mong muốn của các ngài hơn là nói nhiều và ra lệnh. Chúng con mong một vị linh mục đối xử công bằng với cả người hèn kém và người được xem là quan trọng. Con hy vọng sẽ không có nhiều phàn nàn là các cha chỉ thân với người giàu có quyền quý và lạnh nhạt với người thấp kém. Thứ tư là với các mối tương quan khác. Chúng con mong muốn nhìn thấy sự gắn bó, chân thành, công bình trong các mối tương quan giữa các linh mục với các linh mục và sự yêu mến, vâng phục với các đấng bề trên. Đối với chính quyền, chúng con mong một vị linh mục vừa phải, quân bình trong giao tiếp ứng xử với họ. Chúng con không mong một vị linh mục quá giỏi về ngoại giao, chính trị, nhưng con cũng xin các ngài không nên coi thường việc này. Thứ năm là trong cử hành phụng vụ, chúng con mong muốn các cha luôn sốt sáng và đúng giờ trong việc dâng thánh lễ. Điều này giúp rất nhiều người có cảm giác ấm áp và cảm nghiệm được bầu khí thiêng liêng và mầu nhiệm của bí tích thánh thể. Trong bài giảng, chúng con mong các cha chia sẻ được ngọn lửa yêu Chúa của mình. Bài giảng cần xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành sống theo và hạn chế đọc như soạn văn. Bài giảng luôn truyền tải thông điệp từ lời Chúa và xuất phát từ trái tim của linh mục để chạm vào lòng trắc ẩn và khát khao tìm Chúa của người nghe, có thể giải quyết được những vướng mắc đau khổ của họ. Khi nói về những bất công trong xã hội và nhất là bất công mà giáo hội đang phải chịu, chúng con mong các cha chia sẻ cách khôn ngoan và tế nhị khi nói trong thánh lễ, tránh gieo vào lòng giáo dân những bất mãn, kích thích sự chia rẽ, ích kỷ hẹp hòi và làm mất lòng bao dung của họ đối với tha nhân. Chúng con mong ước các cha năng ban bí tích hòa giải và ân cần với hối nhân để họ có cảm giác được nâng đỡ hơn là sợ tội. Nói chung, chúng con mong nhìn rõ gương dấn thân, tức là đời sống tận hiến ở các linh mục để truyền lửa cho chúng con. Chúng con mong thấy một đời sống khiêm nhường nhưng mà trí tuệ, nguyên tắc nhưng bao dung với mọi thành phần, biết tội nhưng tha thứ và giảng giải ân cần. Chúa là chân thiện mỹ, chúng con mong ước ở một vị linh mục toát lên được giá trị chân thiện mỹ cách rõ nét. Trong đời thường, con hiểu cách đơn sơ trong ứng xử về chữ chân là lời không thật thì không nói, việc không thật thì không làm, không thuộc về chân lý thì không chia sẻ. Chữ chân con còn hiểu là sự chính xác chứ không chỉ là sự thật. Chữ thiện con hiểu là sự tốt, sự tử tế nhưng cũng là giỏi, là trí tuệ trong thiện xạ, thiện nghệ. Nên việc tốt và tử tế cũng cần thực hiện cách khôn ngoan và trí tuệ. Chữ mỹ con hiểu là mọi lời nói, việc làm luôn toát lên vẻ đẹp và sự tinh tế, nếu thiếu đẹp thì không thực hiện. Đặc biệt, chúng con mong ước linh mục là một chứng nhân tình yêu, mong nhìn thấy Chúa nơi linh mục, mong thấy các ngài luôn hạnh phúc với sứ vụ và hết lòng với tha nhân. Ở nơi các ngài, chúng con mong nhìn thấy sự bình an, hạnh phúc và ấm áp một cách tự nhiên, thường trực. Mong các ngài là điểm tựa về tình yêu thiêng liêng và trí tuệ cho giáo dân bằng đời sống khỏe về thể lý, phong phú về kiến thức, kiên vững về đức tin, luôn lan tỏa sự thánh thiện đạo đức và lòng bao dung. Chúng con mong thấy các ngài đích thực là cầu nối giữa Thiên Chúa và giáo dân, cầu nối giữa các mối tương quan trong đời sống tinh thần của giáo dân. Đồng thời, chúng con cũng rất ao ước được hiểu và chia sẻ khó khăn với quý cha. Để qua đó, chúng con vinh dự được đồng hành với các ngài trên con đường giới thiệu Chúa đến với nhiều người. Con xin trích lại câu nói của một bạn tân tòng sau khi được rửa tội đã nói lại với con như sau. Văn hay bởi người đọc, đạo hay bởi người truyền,
với những mong ước về các linh mục như con vừa mới thưa ở trên, thì con hy vọng trong năm truyền giáo 2022 thì gia đình giáo hội sẽ đón nhận thêm nhiều con cái trở về và chúng con sẽ được nghe nhiều lời mến mộ từ các bạn dự tòng, tân tòng dành tặng các linh mục và người công giáo. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, kính thưa quý cha cùng quý tham dự viên, trên đây là một vài ý nguyện của chúng con về các linh mục. Con kính cảm ơn Đức Tổng, quý cha đã cho con có cơ hội nói lên ước mong của chúng con. Việc này cho chúng con có cảm giác chúng con đích thật thuộc về thân thể giáo hội, là máu thịt của các linh mục và của Chúa Giêsu Kitô mục tử. Con kính chúc Đức Tổng Giuse, quý cha cùng quý tham dự viên luôn mạnh khỏe, bình an trong Chúa. Kính chúc mọi việc làm trong năm công nghị của Tổng giáo phận được đẹp lòng Chúa.